Chương 121, Ngoại truyện số 2 Khương Vũ lại mơ thấy chuyện của kiếp trước. Trong giấc mộng lần này xuất hiện nhiều sự việc cô chưa từng nhớ lại. Thuật thôi miên của cừu lệ làm cho cô quên đi hết rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ, những chi tiết vụn vặt này đã tràn vào trong não bộ của cô. Tương lai trong mơ ước của cô, khát vọng về tình cha, bộ đàn yên không chết mà trở thành mẹ cô, cô sẽ có hai đứa con. Tất cả những thứ này vẫn còn nguyên vẹn tất cả bỏ lỡ đều đã được thực hiện. Khương Vũ tỉnh lại từ trong giấc mơ. Cô hoảng sợ ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Anh là thật sao? Cô hỏi không chỉ một lần, A Lệ, anh là thật sao? Cô sợ tất cả những giấc mộng đẹp đều do anh vì cô mà tạo thành. Có phải anh đã thôi miên em không? Có phải anh biết tất cả mọi chuyện kiếp trước, anh nhớ lại rồi? Cựu lệ đang ngủ nên mơ mơ màng màng, anh xoay người, theo bản năng ôm lấy cô, anh muốn em thôi miên anh. Ngoài nào, anh buồn ngủ quá đi. Anh đừng ngủ, anh nói rõ cho em đi. Khương Vũ vuốt gương mặt của anh, hồn đám cưới có phải anh gửi tin nhắn cho em gì mà tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Cựu lệ đang buồn ngủ cuối cùng cũng tỉnh táo đôi chút, nâng nhẹ khuôn mặt người phụ nữ gần trong gan tất. Anh đã giải thích rất nhiều lần rồi, anh không có nhắn tin cho em. Có thể chỉ trùng hợp anh cũng cầm điện thoại trong tay. Có thể. Thế nhưng, em lại mơ giấc mơ lạ rồi. Không phải giấc mơ lạ, mà là sự thật đã từng xảy ra. Những thứ em kể với anh tất cả đều là cuộc đời em đã từng trải qua. Anh có thể không tin. Cho nên, em sợ tất cả hiện tại đều là do anh thôi miên. Ừ. Khương Vũ nâng cầm anh lên, vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Em đã không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ rồi. Cựu lệ đang buồn ngủ cuối cùng tỉnh hẳn anh ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói với khương vũ trong thôi miên có một cơ chế then chốt là đánh thức chỉ cần kích thích cơ chế này người trong mộng sẽ thức tỉnh ý anh là ví dụ như anh lần thứ nhất thôi miên để em quên anh bằng cách dùng hộp âm nhạc thạch anh lấy thêm ví dụ em kiểm tra anh có nói dối bằng máy phát hiện nói dối anh cố tình tạo ra tần số để thôi miên em chỉ cần em tìm được cái điểm mấu chốt thì có thể tỉnh lại khương vũ cái hiểu cái không gật đầu Vậy nếu như việc em được tái sinh đúng là do anh thôi miên, vậy điểm mấu chốt để thức tỉnh nằm ở đâu? Anh không biết. Nếu đúng là thôi miên, vậy anh của hiện tại chỉ là sóng điện não của em. Điểm mấu chốt để thức tỉnh có thể là một món đồ, cũng có thể là một câu nói anh từng nói với em. Cựu lệ nghiêm trang giải thích, đáp án chính xác chỉ có chính em mới biết được. Khương Vũ gật đầu trong khi vẫn còn điều suy nghĩ, cô nhìn về tấm lưng của anh, vậy em muốn thử nghĩ kỹ đã, ngủ thôi cừu lệ nhìn cô hơi oán trách em làm anh mất giấc giờ lại muốn đi ngủ ừ anh không ngủ được cho nên khóe miệng của anh hơi cong lên kéo cô qua muốn chị chơi với em anh khương vũ rất khó thuyết phục chính mình rằng tất cả đó chỉ là thôi miên thi thoảng cô lại cảm nhận nếu vậy thì tác dụng quá mạnh cô không tin thôi miên sẽ có cảm giác mệt đến chết vào mỗi tối sau khi vận động cừu lệ dùng phương thức này nói cho cô rằng tất cả đều là thật anh cũng là sự tồn tại thực tế lớn nhất ngày tháng trôi qua hai người cùng nhau vượt qua bao khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống rồi họ có hai đứa bé rất khấu khỉnh là sinh đôi những điều tốt đẹp đều đến cùng một lúc con gái tên là cừu xu tịnh nữ kỳ xu một là hy vọng tốt đẹp nhất của cừu lệ dành cho cô con gái nhưng mà trên thực tế tính cách cô bé lại nhí nha nhí nhảnh chẳng có chút thuộc nữ nào. Khá giống với bộ đàn yên. Con trai tên là Cư Trừng. Tính cách của cậu nhóc ấm áp trong trẻo, cũng rất thích cười, càng lớn càng có giống Cừu Lệ. Nếu như không có những ấm ảnh khi còn bé, Cừu Lệ nhất định sẽ trở thành một cậu bé ấm áp như vậy. Liên quan đến chuyện con theo họ ai, từ lúc Khương Vũ mang thai bảo bảo đã bắt đầu bàn luận. Trình Giả và Tạ Quyên chiến tranh mãi vẫn chưa dừng lại hai ông bố vợ đều không phải dễ nói chuyện thế nên cừu lệ nào có quyền lên tiếng. Ở rễ thì tuổi thân làm sao? Mặc kệ là họ tạ hay là họ trình thì dù sao hai ông bố vợ thẳng thường lượt bỏ cảm nhận của ông bố là cừu lệ đây. Cũng may Khương Vũ sinh đôi nên hai ông bố vợ đều thỏa mãn. Trình giả ngay từ đầu chọn bé trai, muốn đưa cho tạ uyên bé gái. Nhưng cừu lệ lại ấm ức rỉ tai con gái hai người họ rằng lúc bé thì bị bố ruột đối xử không tốt, bây giờ lớn rồi vẫn bị hai ông bố ăn hiếp hỡi thế gian đau khổ sau này. Khương Vũ nghe vậy thì dùng thái độ cứng rắn cho con gái theo họ Cừu Lệ. Thế là Cừu Lệ đặt cho bé một cái tên rất hay, Cừu Thù. Về phần con trai, vì Tạ Uyên tuyên bố muốn phong sát triệt để trình giả 100 năm sau, nên xen lẫn trong sự từ bỏ của trình giả là tiếng chửi thề của ông. Chó nói nhà tư bản. Những ngày tháng sau đều vẫn hạnh phúc, Khương Vũ lúc nào cũng tự hỏi cơ chế đánh thức của Thôi Miên rốt cuộc là cái gì? Là một bài hát một câu nói hay là một món đồ nghĩ mãi không ra nên vài năm sau cuối cùng cô cũng từ bỏ vào hôm sinh nhật cừ lệ khương vũ đến tiệm bánh đặt bánh bánh kem được giao vào buổi sáng nên khương vũ dặn đi dặn lại trong nhà hai nhóc mèo tham ăn không được ăn vụng đây là bánh sinh nhật của bố mọi ngày bố có gì ngon đều để dành cho mẹ con mình ngày quan trọng như hôm nay hai đứa phải thể hiện chút lòng thành phải không Tà trừng cung cư thù đồng Thanh Cam Đoan nhất định sẽ bảo vệ bánh kem, sẽ không ăn vụng. Chỉ tiếc, Khương Vũ rời đi không bao lâu thì Trình Giả đến. Hai đứa nhỏ giống như chiến sĩ mặc giáp, che chở cho bánh kem trong tủ lạnh, ngăn cản Đại Ma Vương Trình Giả đang thèm nhỏ giải. Ông ngoại là người nổi tiếng, ông không được ăn bánh kem. Trình Giả vừa từ studio đến đây nên đói meo râu, biết trong tủ lạnh có bánh kem thì sao nhịn được, người nổi tiếng thì sao không được ăn bánh kem mẹ Khương Vũ của các cháu còn ăn được. Sao ông lại không được? Cái này bánh kem là mẹ mua cho bố. Muốn làm sinh nhật cho bố. Đã 30 tuổi rồi còn làm sinh nhật gì chứ? Hơn nữa đồ ngon phải giữ lại hiếu kính với bố vợ, không phải lẽ đương nhiên à. Cũng không được. Phòng vệ vẫn rất có hiệu quả, hai đứa trẻ vẫn liếu ríu quấy rầy, không muốn để trình giả chạm vào bánh kem. Nhưng là hai bé lại không ngờ rằng bọ ngựa bắt ve, chìm sẽ núp đằng sau. Buổi tối Tạ Uyên tới nhà, lấy bánh kem từ trong tủ lạnh ra ngay trước mặt Khương Vũ, cắn một miếng. Bố ăn cái bánh ngàn lớp nhân sầu riêng của mẹ con xong thấy hơi buồn nôn, có thể là bị mất vị giác rồi. Tạ Uyên vừa ăn bánh kem, vừa tuổi thân nói, hy sinh bánh sinh nhật của con rể, cứu lại cái mạng của bố. Khương Vũ biết từ khi bộ đàn yên khôi phục trí nhớ thì lại tinh thông nấu nướng, Tạ Uyên ngày ngày đều bị bà tàn phá, đành phải ngày nào cũng đến nhà con gái ăn chực. Bố, đây là con mua bánh sinh nhật cho A Lệ. Bố ăn rồi thì tối nay làm sao bây giờ? Bố đặt thêm một cái cho con là được chứ gì? Bố nói nghe hay thật đấy, lúc này sợ mua không kịp. Vậy thì ghé tiệm bánh ga tô mua đại một cái bánh nhỏ là được rồi. Tạ Uyên xem điều này như lông hồng, ở rễ không xứng được ăn bánh kem to. Trình giả cũng đưa tay ngéo lấy một miếng kem, hỏi hả hay nói, ai bảo không cho bố ăn. Khương Vũ không có cách nào đành phải thay giày, ra cửa tiệm mua một chiếc bánh khác. Khi cô đi vào tiệm bánh ở đối diện trường trung học Duy Khi thì nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc. Anh ăn vận sạch sẽ, áo sơ mi trắng, nút trên cùng của cổ áo không cài hiện ra làn da trắng nõn cùng đường cong sắc nét ở vùng cổ. Trông anh như một chàng thiếu niên cấp ba tuấn tú, trong sáng. Anh đang chăm chú viết thiệp chúc mừng, kể bên cánh tay anh có một chiếc bánh kem Black Forest. Em là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này, anh thích em." Khương Vũ đi đến bên cạnh anh, nhìn những nét chữ được viết bằng mực nước cứng cáp trên thiệp chúc mừng và nét chữ trên tấm thiệp của Kiếp trước giống hệt nhay. Những dòng ký ức bi thương nhưng hạnh phúc cuồn cuộn trào ra, khóe mắt của cô phút chốc đỏ lên. Cừu Lệ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy người con gái giấu yêu đã lệ rơi đầy mặt. "Anh là anh ấy, đúng không?" Cừu Lệ im lặng một lát, cẩn thận từng ly từng tí bỏ thiệp chúc mừng vào phong thư sau đó dán nhánh hoa giấy lên thiệp, trịnh trọng đưa vào trong tay Khương Vũ nhưng vẫn không lên tiếng. Anh nói cho em biết, có phải hay không? Anh lấy tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt cô. Sau đó dùng dao cắt một miếng bánh kem màu đen, đưa tới gần miệng cô. Hôm nay là sinh nhật của anh, mời em ăn bánh kem. Khương Vũ nghe lời cắn một miếng. Khi ấy, cô chưa bánh kem có vị ra sao thì đã bị tên ác ma hoắc thành nếm đi. Anh là anh ấy. Khương Vũ ôm lấy eo người đàn ông, mặt chôn thật sâu bên trong vào cổ của hắn, em biết anh là hắn mà. Kết cục thay đổi, thời không giao thoa. Cựu lệ của tương lai và anh của hiện tại là cùng một người. Cô đã nhớ lại tất cả. Cựu lệ than nhẹ, những năm tháng ấy ở ngục giam hoặc có thể nói trong trí nhớ này. Anh đã nhiều lần nghĩ nếu như có thể làm lại một lần nữa, nếu như anh lúc ấy có thể dũng cảm hơn thì em sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Khương Vũ ra sức lắc đầu, chúng ta đã làm lại rồi. Cưu lệ nhẹ vỗ về trên mái tóc của cô, dịu dàng nói, đúng vậy. Tất cả đều không quan trọng. Yêu nhau khi còn trẻ và sau này vẫn luôn đậm sâu. Chương 122, Ngoại truyện số 3 Tôi đã trở thành mẫu người mà tôi muốn trở thành nhất, cũng theo đuổi được ước mơ múa ba lê của mình, trở thành người phụ nữ mà mọi người ngưỡng mộ, thành một thiên nga đen tỏa sáng nhất trên sân khấu. Tôi có một người bố nuôi là ca sĩ, Ông ấy đợi mẹ tôi 20 năm, hai người sống rất hạnh phúc. Bố mẹ ruột của tôi cũng có được một tình yêu đẹp, kết thúc viên mãn. Mẹ tôi bộ đàn yên không chết, người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ nhất đã trở thành mẹ tôi. Bạn trai tôi, người sẽ viết thư tình khen tôi là cô gái đẹp nhất trên thế giới là một chàng trai rất thông minh và điển trai, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, trải qua rất nhiều đau khổ nhưng trái tim vẫn luôn hướng tới ánh sáng. Chúng tôi có hai đứa con, một đứa tên là Cừu Su, một đứa tên là Tạ Trừng. Tiểu Su thích múa nên chọn đi học múa cổ điển. Con bé theo đuổi được nghề mà nó yêu thích nhất và có một người chồng yêu thương hết mực. Họ kết hôn nhưng không sinh con, tư tưởng của người trẻ tuổi tôi không hiểu được. Tuy tôi không tán thành, nhưng tôi tôn trọng quyết định của chúng. Tiểu Trừng thì đi theo con đường học vấn, học đến tiến sĩ và trở thành một giảng viên rất nổi tiếng ở học viện hiện tại. May là nó không bị hói đầu mà rất điển trai giống bố nó. Chúng đều theo đuổi ước mơ của mình, trở thành những người rất ấm áp và hạnh phúc tôi có được kết cục của nữ chính trong truyện cổ tích tôi và cừu lệ đều bình an hạnh phúc có được cuộc sống suôn sẻ anh ấy rất yêu tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên đến hơi thở cuối cùng anh ấy đã thay đổi cuộc đời tôi nhưng gần đây tôi hay nghĩ nếu trở lại thế giới trước kia có lẽ tôi sẽ dũng cảm đối diện với cuộc sống tàn khốc đó mà không phải trốn tránh không phải để anh thay tôi gánh vác tất cả anh sống tới khi bạc đầu và ra đi ở chính ngôi nhà của chúng tôi. Trong khoảng thời gian đó tôi rất đau khổ. Có đôi lúc tôi còn muốn bỏ mặc tất cả để đi theo anh. Nhưng tôi lại không muốn con của tôi đau khổ và cảm thấy mẹ vì đi theo bố mà vứt bỏ chúng. Vậy nên tôi sống cô đơn mấy năm còn lại của đời mình để làm bạn với chúng. Hiện tại tôi đã hơn 80 tuổi, tôi cảm thấy bản thân đã từng bước đi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời nếu đây là giấc mơ mà anh tạo ra vì muốn đem lại sự hạnh phúc cho tôi thì có lẽ đã đến lúc tôi phải tỉnh lại rồi dưới bầu trời âm u cừu xu và tạ trừng đứng trước mộ của bố mẹ mình đọc lên cuốn nhật ký của mẹ họ biết bố mẹ mình không thể tưởng tượng ra kiếp trước kiếp này cũng không biết chuyện này thật sự xảy ra hay chỉ là ảo giác của mẹ sau khi bố ra đi tạ trừng ôm lấy em gái đang chìm trong đau khổ không thể khôi phục lại tâm trạng họ biết rõ cuộc đời mà khương vũ đã trải qua bao gồm cả những người con của bà dù chuyện này là thật hay là thế giới do bố họ kỳ công thiết kế ra, thì có một điều sẽ không bao giờ thay đổi đó chính là Cựu lệ yêu bà, yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Vậy nên mẹ họ thanh thản ra đi hay là sau khi tỉnh mộng phải đối mặt với cuộc sống thực tại thì bà ấy đều không sợ hãi. Khương Vũ tỉnh lại đã chứng minh tất cả những điều cô nghi ngờ ở thế giới kia là thật. Sau 80 năm của cuộc đời, cô một lần nữa tỉnh lại, lần này là trong bệnh viện. Hộ lý nói cho cô biết cô bị ngất ở trên đường, được người qua đường đưa tới bệnh viện. Chị hộ lý tên là Như Như nói, chúng tôi chuẩn bị báo với người nhà là do cô làm việc quá sức dẫn đến thiếu máu não nên mới bị ngất. Sau khi trải qua những chuyện tái sinh ly kỳ thì bây giờ Khương Vũ rất bình tĩnh khi đối mặt với mọi việc. Cô hỏi, bây giờ là năm bao nhiêu? Hả? Chị hộ lý đi tới sờ trán cô, không bị sốt sao lại hỏi chuyện ngớ ngẩn thế. Bây giờ là tháng 6 năm 2021, cô đã hôn mê 3 ngày. 2021, 2021. 2021 là nửa năm sau khi Hoắc Thành qua đời, cô ngoài ý muốn chết đi. Sau đó cô đến thế giới khác sinh sống hạnh phúc và sống cuối đời với cừu lệ. Cô không ngờ bây giờ mình đã trở lại. Cô gái, bây giờ cô chưa hồi phục sức khỏe, không thể ra viện được. Hộ lý thấy Khương Vũ rút kim truyền nước ra, lão đảo đi ra khỏi phòng bệnh thì vội vàng đuổi theo. Nhưng có vẻ cô có chuyện rất quan trọng, sau khi ra khỏi bệnh viện thì lập tức lên một chiếc taxi rời đi. Nửa tiếng sau, xe taxi dừng ở sở cảnh sát. Cảnh sát lưu của tổ chuyên án cầm cốc nước nóng đi vào văn phòng, nhìn cô gái đang mặc quần áo của bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò ốm yếu, anh không thể nào liên hệ cô với tội phạm giết người. Cô nói là cô giết Hoác Thành. Là tôi giết nhưng chính miệng bác sĩ tâm lý cưu lệ thừa nhận là do anh ta giết. Mà trước đó khi lấy lời khai cô cũng nói là anh ta giết Hoác Thanh. Anh ấy là bác sĩ tâm lý nên đã thôi miên tôi, để tôi tin rằng anh ấy giết người. Người cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh cười nói xen vào, chuyện này rất khó tin đấy, các cô là fan của truyện Bạch Dạ Hành đang mô phỏng lại tội ác giống trong truyện đúng không? Cảnh sát lưu trừng mắt nhìn anh ta, anh ta lập tức ngậm miệng lại và rời khỏi văn phòng có bằng chứng nào có thể chứng minh cô giết người không khương vũ kích động nói cần gì chứng cứ chứ tôi tự thú là tôi giết người mọi vật chứng ở hiện trường kể cả vân tay đều có kết quả chính xác là của cừu lệ bây giờ cô nói cô là hung thủ nhưng nếu không có bằng chứng thuyết phục chúng tôi không thể tin thật sự là tôi giết hoác thành tôi hận hắn nên mới giết hắn cảm xúc của khương vũ rất bất ổn các người không thể bắt nhầm người tốt cừu lệ vì tôi nên mới gánh tội thay. Cô bình tĩnh trước đã. Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra, một cảnh sát trẻ tuổi đi vào nói, cảnh sát lưu, tội phạm đã được đưa đến. Bỗng nhiên Khương Vũ quay đầu lại, nhìn cửa phòng đang mở nhưng người đàn ông lại chần chừ không đi vào. Cựu lệ đứng ở cửa mượn áo của cảnh sát che tay. Sau đó mới chậm rãi đi vào, ngồi xuống đối diện Khương Vũ. Khương Vũ không dám nhìn anh rốt cuộc là cô đã về thế giới thực hay là cừu lệ thôi miên cô để cô không phải sống đau khổ dựng lên một thế giới mộng ảo để cô ở trong đó sống một cuộc sống hạnh phúc khương vũ đều không thể hiểu hết nhưng dù cho kết quả như thế nào thì cô vẫn nợ anh khương vũ không dám ngẩng đầu nhìn anh nước mắt theo khuôn mặt cô chảy xuôi xuống thấm ướt vạt áo bỗng nhiên ở phía đối diện truyền đến giọng nói châm biếm cảnh sát lưu có ý gì mai là ngày mở phiên tòa hơn nửa đêm còn gọi tôi đến đây nhìn người phụ nữ này khóc sao? Giọng nói lạnh nhạt của anh, làm Khương Vũ cảm thấy rất xa lạ. Cưu lệ, anh có biết cô ấy không? Có biết, là vợ của Hoác Thành. Anh và cô ấy có quan hệ gì? Cô ấy rất xinh đẹp, có vài lần tôi không nhịn được. Khương Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trên khóe môi người đàn ông. Cầm anh mọc lúng phúng râu màu xanh lục nhưng không làm mất đi vẻ sắc bén của tuổi trẻ khi cười rộ lên mang đầy vẻ công kích. Cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được mắng, cừu lệ, anh là cầm thú. Cảnh sát lưu trừng mắt nhìn anh ta ý bảo anh ta ra ngoài chờ. Sau khi cảnh sát trẻ tuổi tức giận rời đi, cảnh sát lưu mới nói tiếp, cừu lệ đừng giả vờ nữa, cô ấy đã thừa nhận rồi. Hoắc thành do cô ấy giết, cậu thôi miên cô ấy để cô ấy chỉ ra và xác nhận cậu là hung thủ có đúng không? Đúng vậy. Cừu lệ nhìn Khương Vũ, hất cầm nói là tôi thôi miên cô ấy để cô ấy đến đây nhận tội người phụ nữ này ngốc nên ai nói gì cũng tin cừu lệ lấy người khác gánh tội thay cho bản thân là coi thường pháp luật anh còn muốn ngụy biện sao tôi nói tôi trong sạch người là do cô ấy giết cừu lệ tỏ thái độ lưu manh lợn chết không sợ nước sôi nói vậy nên tôi có được thả ra không cảnh sát lưu lắc đầu cảm thấy anh không giống người trong sạch có thể gánh tội thay cô gái này Cô nói anh ta thôi miên cô. Cảnh sát lưu hỏi Khương Vũ, hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Anh ấy yêu thầm tôi từ cấp 3 đến bây giờ. Khương Vũ ngẩng đầu nhìn cừu lệ, sau đó tôi gả cho Hoác Thành thì anh lại làm bác sĩ tâm lý cho Hoác Thành. Có lẽ anh ấy muốn cứu tôi nhưng chuyện ngoài ý muốn đến quá nhanh, anh ấy không ngờ tôi lại ra tay với Hoác Thành. Nụ cười trên mặt cừu lệ dần biến mất, đôi mắt đen sâu như vực thẳm của anh nhìn chầm chầm ly nước trước mặt, yên lặng nghe cô gái nói nhưng anh ấy thôi miên tôi thất bại, tôi đã tỉnh lại và đến đây. Khương Vũ nhìn người đàn ông đang im lặng ngồi đó và nói, A Lệ, anh vẫn không nở, vẫn hy vọng một ngày em quay lại. Vậy nên ở trong mơ của em anh đã để lại điểm mấu chốt để giúp em tỉnh lại. Cựu Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vũ. Chính bản thân Khương Vũ cũng không chắc chắn, cô suy đoán nói, cho nên trong đầu em luôn lóe lên những ảnh, những âm thanh thôi thúc em phải cố gắng học khiêu vũ. Người đó nói cho em biết rằng anh ta đã gánh tội thay em. Trên đời này không ai có thể thôi miên một cách hoàn hảo không tì vết ngoại trừ cừu lệ. Cô nhìn anh rồi bỗng nhiên bật cười. A lệ, em ở trong thế giới giả tưởng kia đã trải qua một cuộc đời hạnh phúc. Hiện tại em đã trở về. Đôi tay giấu sau chiếc áo của cừu lệ rung lên, anh trầm giọng nói, Cúc. Khương Vũ bình tĩnh nói, là tôi giết người. Cúc đi. Chuyện này không liên quan tới anh ấy tôi không cần anh ấy gánh tội thay tôi. Chuyện do tôi gây ra, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Tôi bảo cô cút đi. Cô nghĩ cô là ai, ai thích cô chứ, cô đừng có tự mình đa tình. Cảnh sát lưu, nếu anh không tin có thể hỏi anh ấy xem trên người Hoác Thành có bao nhiêu vết đâm. Cảnh sát lưu nhíu mày hỏi cừu lệ, anh đâm Hoác Thành bao nhiêu nhát. Cơ mặt cừu lệ co rút, sao mà tôi nhớ được. Lão tử đâm linh tinh. Khương Vũ nói. 32 nhát. Cảnh sát lưu hỏi, tại sao lại là 32? Bởi vì thiên nga đen xoay 32 vòng nên tôi đâm anh ta 32 nhát. Lời này vừa ra phòng thẩm vẫn lập tức yên lặng đáng sợ. Cừu lệ ở đối diện tức giận đứng lên, túm cổ áo cô, kéo cô lại gần mình, nói dối. Cô nói dối. Nhưng tất cả những lời nói dối đứng trước sự thật đều trở nên mờ nhạt. Cảnh sát kéo họ ra, áp chế Cừu lệ còn Khương Vũ lại bình tĩnh đưa hai tay ra để cảnh sát còng lại. Tại thời khắc này, người đàn ông không bao giờ thay đổi sắc mặt dù trời sụp xuống lại mất khống chế. Hai mắt anh đỏ bừng, dãy dụ đứng lên, kéo Khương Vũ chạy khỏi phòng thẩm vấn, muốn mang cô trốn thoát khỏi nơi này. Cảnh sát lao tới, cố gắng kéo hai người lại. Mà cừu lệ lại ôm chặt Khương Vũ, bảo vệ cô, cho dù là giây phút cuối cùng anh cũng muốn bảo vệ an toàn. Cô là bảo bối của anh là người mà anh muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ cô. Cảnh sát lưu rút súng ra, nói với cựu lệ, không cần chống cự vô ích, pháp luật sẽ đưa ra phán quyết công bằng nhất. Không phải cô ấy, cô ấy không sai. Vẻ mặt cựu lệ căng thẳng, anh quát lớn tiếng, đừng bắt cô ấy đi, cô ấy sợ tối, cô ấy không thể ở trong nhà tù kia một mình được, cầu xin các người, tôi cầu xin các người. Cựu lệ biết bây giờ không thể thay đổi mọi thứ, anh hoàn toàn mất lý trí anh quỳ xuống trước mặt mọi người dùng toàn bộ danh dự để cầu xin họ để tôi thay cô ấy để tôi ngồi tù thay cô ấy chết thay cô ấy không một ai ở đó bị lay động họ đã tiếp xúc với cừu lệ và biết anh là người rất khó thu phục trong lòng anh có bức tường thành bằng băng rất chắc chắn rất khó để phá tan nhưng hiện tại anh lại quỳ xuống trước mặt mọi người vì người mình yêu mà đau khổ cầu xin để lộ ra khuyết điểm của mình anh biết rõ chuyện đó không thể xảy ra, nhưng vẫn làm như vậy. Cảnh sát lưu dời tầm mắt, không đành lòng nhìn anh, cựu lệ đứng dậy đi, giữ lại chút danh dự. Khương Vũ đỏ mắt quỳ trước mặt anh, A Lệ, anh đứng lên. Cựu lệ chỉ lắc đầu rồi ôm chặt lấy cô như muốn đem cô trói lại bên mình vĩnh viễn. Anh thay em giết người, anh thay em ngồi tù. Anh đau lòng chất vấn bên tai cô, không phải còn giấc mơ chưa hoàn thành sao? Không phải không cam lòng sao? không phải em muốn ở bên bố sao vậy em còn quay lại làm gì dù cho sống bao nhiêu kiếp cho đến cuối cùng chỉ có anh là thế giới đáng quý nhất của em cừu lệ ôm cô thật chặt bảo vệ cô như sói bảo vệ đồ ăn không cho bất cứ kẻ nào mang cô đi anh búng tay bắt đầu thôi miên khương vũ lập tức cầm lấy tay anh ngăn lại hành động của cô cảnh sát lưu nói nếu anh dám thôi miên chúng tôi tại sở cảnh sát thì dù anh không có tội cũng thành có tội Khương Vũ ôm mặt anh và nói: A lệ, em không sợ nhưng anh phải chờ em. Cựu lệ vẫn không chịu nghe. Anh không cho ai chạm vào Khương Vũ, không cho ai mang cô đi. Đến khi cảnh sát kéo anh ra, anh vẫn giãy giụa. Cuối cùng bị chiếc điện anh mới không chống cự nữa. Anh nằm trên mặt đất, nhìn theo bóng cô gái bị cảnh sát mang đi mà tuyệt vọng, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Chuyên gia tâm lý làm kiểm tra cho Khương Vũ và xác nhận cô bị trầm cảm nhẹ. Đồng thời cảnh sát cũng điều tra ra cô bị hoắc thành bạo lực và xâm hại tình dục. Cảnh sát tái dựng hiện trường và xác định Khương Vũ đâm hoắc thành khi bị anh ta bạo lực. Tuy không thể xem đó là phòng vệ chính đáng nhưng có thể nói là phòng vệ quá mức. Từ những yếu tố trên thẩm phán quyết Khương Vũ bị phạt với mức án 3 năm tù giam. Mức án này có thể nói là nhẹ nhất đối với Khương Vũ. Sau khi Khương Vũ bị bắt thì Cừu Lệ đã thuê nhà bên cạnh trại giam của cô. Mỗi ngày đều đến thăm và mang cho cô rất nhiều đồ ăn vặt và đồ dùng hàng ngày. Ban đầu Cừu Lệ chỉ được phép gặp Khương Vũ qua cửa kính, anh không thể tiếp xúc với cô nên lần nào cũng nhìn cô thật lâu cho đến khi bóng dáng cô biến mất. Sau đó Khương Vũ có biểu hiện tốt, nên hai người được phép gặp mặt trong một căn phòng. Mỗi lần đến, tâm trạng của Cừu Lệ rất xấu, anh cứ nắm chặt tay cô không chịu buông, cô đành phải an ủi anh, anh xem đi, anh gánh tội thay em sẽ phải ở tù chung thân, còn em là phòng vệ quá mức chỉ bị phạt 3 năm cừu lệ anh quá ngốc. Dù là bị giam một ngày, nửa ngày, một phút. Anh nắm chặt tay cô, đau lòng hôn môi cô, anh đều không nở. Anh thật là ngốc. Cổ họng Khương Vũ nghẹn ngào chua xót, ngoài những từ này cô không thể nói được lời nào khác. Trong này có người nào bắt nạt em không? Tối đến có sợ không? Có ăn uống đầy đủ không? Ngày nào anh cũng hỏi những câu này, chưa từng sót một ngày có thể thấy anh lo lắng cho cô thế nào nếu không chịu được thì nói với anh nói với anh thì có ích gì anh sẽ nghĩ cách cừu lệ trầm giọng nói anh nghĩ cách đưa em ra ngoài khương vũ duỗi tay nhẹ nhàng vỗ mặt anh em bây giờ rất tốt anh không được nói như thế hơn nữa em biểu hiện tốt sẽ được giảm án anh đừng hại em cừu lệ im lặng ngoan ngoãn gật đầu bởi vì khương vũ biểu hiện tốt nên hai năm cô đã mãn hạn và được trả lại tự do. Ngày cô được ra tù cừu lệ sửa soạn thật kỹ, anh cạo sạch trâu, mặc âu phục, đi xe Bentley, mua một bó hoa cúc họa mi đến đón cô. Khương Vũ nhận lấy hành lý của mình, nói cảm ơn với giáo quan, cô ra ngoài trại giam, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu hưởng thụ bầu không khí mới. Cô biết bắt đầu từ giây phút này cô hoàn toàn tự do. Không chỉ là thoát khỏi nhà giam, mà còn là thoát khỏi sự giam cầm hoắc thành tiến tới một cuộc sống mới. Cô nhìn thấy cựu lệ đã đứng chờ ở nơi cách cô không xa, cô không kiềm chế được tâm trạng vui vẻ mà chạy về phía anh. Cựu lệ vững vàng đón được cô, ông cô xoay một vòng rồi hôn cô, hận không thể lập tức nhét cô vào xe đem về nhà. Khương Vũ ngồi ở ghế phụ nhìn người đàn ông đang vui vẻ quá mức, cơ thể cũng sinh ra những phản ứng kỳ lạ. Cô cười khúc khích, cựu lệ cũng cười theo, vừa cười vừa che miệng cô lại không cho cười nữa. Khương Vũ đã trải qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc, mà hiện tại cô biết rằng dù tương lai như thế nào, chỉ cần người đàn ông này ở bên cạnh, tất cả mọi kết thúc đều như trăm sông đổ về một biển. Anh là may mắn lớn nhất đời này của cô. A lệ, em rất thích giấc mơ anh tạo ra cho em. Ở đó em có hai người bố, hai người mẹ, có Bộ Hy, có Tiểu Trừng, Tiểu Su, Áp đã biết, có rất nhiều thứ tốt đẹp vậy tại sao cuối cùng em lại chọn kích hoạt điểm mấu chốt để tỉnh lại bởi vì tất cả những điều tốt đẹp đều liên quan đến anh ngồi tù tù chung thân hay tử hình thì sao chứ em vẫn chọn anh ở hiện thực cừu lệ lắc đầu đã trải qua một đời trở lại một lần nữa em không thấy chán sao chẳng chán chút nào nếu đã vậy dứt lời cừu lệ dừng xe lại ở ven đường sau đó lấy ra chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy mà anh chuẩn bị ra đeo lên tay cô không có cầu hôn không có hình thức tất cả đều diễn ra rất tự nhiên sau khi đeo xong anh chân thành hôn lên tay cô chị tái giá em không quan tâm em đồng ý cưới chị trăm lần lời của tác giả hoàn toàn kết thúc ngoại truyện ba có lẽ là một kết thúc khác của câu chuyện nhưng dù là kết thúc nào thì có một điều mãi mãi không thay đổi đó là tình yêu hy vọng câu chuyện có thể đem lại cho các bạn một chút cảm động và tốt đẹp hỏa hỏa cảm thấy rất thỏa mãn núi xa đường dài sau này sẽ gặp lại a à, tôi vẫn không thể chào tạm biệt một cách dứt khoát mọi người hãy đánh giá năm sao cho mình nhé khom lưng hết tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh radio ngôn tình nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo